Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YoFit Channel của chúng mình. Thì ngày hôm nay mình là Trí và bạn tập của mình là Tiến sẽ cùng thực hiện một cái bài tập có tên là Lunge. Thì bài này là một trong những bài khá tốt để mình có thể tập cái vùng mông để cho căng tròn cũng như là cái phần đùi của mình được săn chắc, đùi trước ha. Song song với những bài như là squat, deadlift để bổ trợ thêm cho cái những ngày chân của mình. Thì ok, bạn Tiến sẽ thực hiện cái động tác đúng của bài lunge này. Ok, vị trí setup thì là chân sẽ ngang với vai. Đầu tiên mình sẽ đặt một chân lên. Thì tùy vào mình muốn tập. Nếu chân bên trái thì mình bước chân trái lên trước ha. Và bắt đầu quỳ xuống. Các bạn lưu ý khi mình tập, người mình sẽ nghiêng về phía trước một chút để có thể kích hoạt được phần mông tốt hơn khi xuống. Đó. Ok. Rồi. Ở bài này các bạn lưu ý là khi mình tập với dumbbell thì mình cố gắng giữ phần thăng bằng ở trên sao cho cơ thể mình được không có bị lắc lư qua lại quá nhiều. Tiếp tới sẽ là phần lỗ sai. Ở bài này có hai lỗ sai khá phổ biến, đó là sau những bài squat và deadlift khá nặng rồi và mình chọn tạ không phù hợp thì phần chân của mình cũng đang khá yếu, mình chọn tạ hơi nặng sẽ dẫn tới là khi mà mình lunge là người mình sẽ bị rung lắc, không còn giữ được thăng bằng do đã quá tập nặng ngay từ những phút đầu rồi. Đó. Trọng tâm nó không còn đổ dồn về phía trước nữa. Tiếp tới một lỗ sai thứ hai, đó là đầu gối chạm xuống luôn cả mặt sàn. Tại vì mình tập đã quá mệt cho nên là mình thường sẽ ăn gian một chút. Đó, sử dụng lực này để đạp lên. Thì như thế cái phần đùi trước của mình sẽ không còn được tác động, sẽ không còn được căng nữa. Các bạn lưu ý giúp mình một điểm này nha. Khi lunge thì cột sống của mình sẽ phải giữ cho nó ở một đường cong tự nhiên nhất. Xuống em. Đó. Giữ. Đó, vẫn giữ một đường cong. Tuy mình khom, mình cong cái eo xuống để mình tạo cái độ cong của mông để tác động vùng mông tốt hơn. Nhưng mà đặc biệt là vùng lưng không được cong. Rồi, ok. Thì vừa rồi mình và Tiến đã cho các bạn thấy thế nào là những lỗi cần tránh trong bài lunge này, cũng như là cách thực hiện của bài lunge with dumbbell này. Thì nếu các bạn có góp ý hay là bất cứ gì hãy comment bên dưới. Còn nếu không thì hãy cho chúng mình một like và subscribe để đội ngũ YoFit có thể cho ra nhiều video tốt hơn.